hôm nay mình sẽ test tốc độ chiếc Graton 6S của mình nha các bạn. Đó, thì ban đầu mình sẽ chạy với bộ lốp zin này, lốp đa địa hình này, sau đó là bộ lốp on road nè các bạn. Đó, còn đây là đường bits của mình nè. Đó, đường này thì nó dài khoảng cái độ chắc cũng gần 300m à. Đó, bộ điện thì nguyên zin nha các bạn. Đó, mình có thêm hệ thống quạt nè. Đó, còn có chế công tắc riêng luôn nè. Pin là pin xả 100C đó các bạn. Đó, 2 viên 6x2. Giờ công cụ đo của mình đợt này là không phải là Goro 8 mà là cái thiết bị SKLC GPS. Đó. Cái này thì nó kết nối Bluetooth qua điện thoại nha các bạn. Đó, thì giờ mình cũng sẵn luôn mình test luôn cái trên điện thoại của mình thử nha các bạn. Này. Này ngoài trời rất là sáng. Đó, thiết bị SKLC nè các bạn. Rồi, thì nó sẽ liên kết nè. Đó, nó sẽ sáng đèn đấy bạn, mình sẽ đi vô trong mát một xíu quay cho bạn xem. Rồi thì nó sẽ bắt đầu bắt tín hiệu GPS đấy bạn. Tín hiệu GPS là cái này nè. Đó, thì nó đang khởi động nè. Rồi cái điện thoại của mình. Rồi sau một hồi thì nó bắt được tín hiệu GPS này, được 7 điểm nè. Hình như của nó cao nhất 10 mấy điểm á, 12 hay bữa mình thấy cao nhất 12 hay 15 gì đó. Đó. Giờ mình chọn chế độ check nè, sau đó nó start thôi thì xe sẽ khởi động và chạy. Bây giờ thì chúng ta cùng test nha. Mình sẽ chạy với bộ bánh chi, sau đó sẽ chạy với on-road ha. Chạy á, chạy tốc độ á thì mình sẽ hạ phuộc xuống luôn nha bạn. Hạ phuộc xuống hết luôn, xuống thấp hết luôn, tức là nó độ đàn hồi của nó rất là mềm. Cái này là phuộc hơi cứng nè, cái này để mình bay nhảy đó. Thì bây giờ mình sẽ hạ phuộc xuống để cho nó thấp gầm nhất có thể nha bạn. Xe này gầm cũng hơi cao đây. Không biết tốc độ nó có được nó có bị trao nhiều không khi mình chạy tốc độ cao. Rồi, mình đã hạ phuộc xuống các bạn này. Đó. Và tập xuống nha, cho chỉnh cho nó cân nha các bạn. Đó, cái chế độ phụ nó mềm hơn xíu để mình chạy tốc độ. Bây giờ thì mình này lắp vô để test thôi. Rồi. Mất đã mở nha bạn. Rồi, mở xe lên thôi. À, phải quên phải nhớ mở chắc nha bạn. Rồi nè, điểm cao nhất là 12 nữa bạn. Đó, không biết các bạn thấy không, đây 12. Rồi mình chọn cái độ chắc bấm start, kiểm tra lái ha, chìm lái rồi ok. Rồi ok, let's go. Xe này có bộ êm hơn UDR các bạn, dễ chạy hơn á, còn hay á. Giờ chúng ta sẽ cùng test thử tốc độ nó bao nhiêu nha bạn. Tổng cộng là 3 vòng. Rồi. Đổi số thôi nào. Đẩy một cái số giờ nha bạn. Đó. Nhưng mà cái xe này là theo nhà sản xuất họ công bố là 60 dặm một giờ, tức là tương đương khoảng có độ gần 90 cây số, 100 cây số giờ mấy bạn. Đó. Thì mình test với bánh bánh off-road thì nó được 71 cây số giờ các bạn. Đó. Giờ mình sẽ thử với bộ bánh on-road nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tốc độ với bộ bánh on-road nha các bạn. Đây, chúng ta thay ra.
hay cũng khá cực nha bạn, cái hép nó khá chắc. Đó. Rồi, giờ chúng ta cùng test thôi. Ủa bản khá ngầu luôn các bạn. Rồi, mở điện. Và không quên mở thiết bị nha bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu. Let's go. Let's go. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ bánh Oros này chạy được bao nhiêu nhé bạn. Vẫn là cái số 71 km/h thôi bạn. Đó. Thì tốc độ nó ngang đó thôi bạn. Vẫn là bánh Oros, vẫn là giống như bánh theo xe zin nhé bạn, vẫn là 71 km/h. Đó là tốc độ cao nhất của nó.